Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Điểm lại những sự kiện chấn động trong chính trường Việt Nam năm 2024. Ngày 5 tháng 8, BBC tiếng Việt có bài diễn biến trời long đất lở trên chính trường Việt Nam năm 2024. BBC nhận định bức tranh chính trị Việt Nam đã trải qua một năm 2024 đầy bất ngờ, chấn động với việc mới nhất là ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư. Nhiều nhà quan sát chính trị Việt Nam nhận xét rằng những sự kiện từ đầu năm 2024 đến nay có thể được ví như những cơn địa chấn chính trị. Và đây là hình bài trên BBC. BBC điểm lại các diễn biến quan trọng trên chính trường Việt Nam từ đầu năm đến nay như sau. Ngày 26 tháng 4, Trung ương đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ tất cả các chức vụ trong đảng và nhà nước. Ngày 2 tháng 5, Quốc hội Việt Nam họp bất thường, bỏ phiếu kính miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội của ông Vương Đình Huệ, đồng thời cho ông thôi làm đại biểu Quốc hội Ngày 16 tháng 5, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Hội nghị Trung ương chính đã cho thôi giữ các chức vụ, cho nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư. BBC cho biết, thông cáo của Trung ương Đảng đối với các trường hợp Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đều không nêu rõ vi phạm cụ thể là gì. Có tin bà bị dính đến sai phạm tại dự án Đại Ninh Lâm Đồng, nhưng cũng có tin bà bị hàm oan và nghỉ việc do quá chán ngán chuyện đấu đá nội bộ. Ngay chiều ngày 16 tháng 5, tại Hội nghị Trung ương 9, Bộ Chính trị đã phân công Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Thường trực Ban Bí thư thay cho bà Trương Thị Mai. Cùng ngày 16 tháng 5, Hội nghị Trung ương 9 đã bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị. Ngày 20 tháng 5, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026. Sáng ngày 22 tháng 5, Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15. Và đây là hình cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. BBC nhận xét trong vòng 3 năm qua, người Việt đã chứng kiến 3 lần tuyên thệ nhậm chức của 3 chủ tịch nước khác nhau. Trong đó, hai người đã bị miễn nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng. Ngày 3 tháng 6, đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc làm chánh văn phòng Trung ương Đảng thay cho ông Lê Minh Hưng, sau khi ông Hưng trở thành trưởng ban tổ chức Trung ương thay bà Trương Thị Mai. Chiều ngày 6 tháng 6, thượng tướng Lương Tâm Quang, Ủy viên Trung ương Đảng trở thành tân bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Ngày 21 tháng 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trước đó, ông Dũng đã thôi chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. BBC dẫn kết luận của Bộ Chính trị, theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính giai đoạn năm 2016 đến năm 2021, khi ông Dũng làm Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và quản lý nhà nước về ngân sách liên quan vụ AIC. Và đây là hình tân tổng bí thư Tô Lâm. Ngày 17 tháng 7, bà Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban dân vận Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức bí thư thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025. Ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị ra thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng trọng, đồng thời phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của đảng. Ngày 19 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời lúc 13 giờ 38 phút tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sáng ngày 3 tháng 8 tại hội nghị bất thường của ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ Đại hội Đảng 13. Ông được ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin điểm lại những sự kiện chấn động trong chính trường Việt Nam trong năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nguyễn Xuân Phúc sắp bị bắt Ngày 4 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên chủ tịch nước Việt Nam, đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi lên làm việc liên quan đến tài liệu chứng minh nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan, Cao Minh Trí, Giám đốc truyền thông trường phổ thông Duy Tân và Phan Quốc Việt, Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Và đây là hình vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc. Hiện nay, Nguyễn Xuân Phúc và Trần Nguyệt Thu, vợ ông, bị cấm xuất cảnh để tránh bị phát giác khối tài sản nhiều ngàn tỷ. Bà Thu đã nhờ Bùi Thị Thu Hà là vợ thiếu tướng Đạm Thanh Thế đứng tên dùm. Đàm Thanh Thế là người có họ hàng với Nguyễn Xuân Phúc, anh em đằng mẹ của ông Phúc. Hồi cuối năm 2013, Đàm Thanh Thế xin biệt phái từ ngành công an để chuyển sang làm vụ trưởng trong văn phòng chính phủ, thư ký riêng cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Lúc đó ông Phúc là phó thủ tướng, trưởng ban chỉ đạo 389. Tháng 7 năm 2016, sau khi Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng, Đàm Thanh Thế được bổ nhiệm giữ chức chánh văn phòng thường trực, ban chỉ đạo 389. Đây là cơ quan trung ương quyền lực chỉ đạo các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của chính phủ. Có thể nói đàm thanh thế, nằm giữ một vị trí trung gian rất màu mỡ, có quyền lực rất lớn, kiếm được rất nhiều tiền trong hơn 5 năm ở đây. Khi đang làm thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc dùng phó thủ tướng Trương Hòa Bình và trung tướng Trần Văn Vệ, tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, khởi tố bắt giam nhiều cán bộ, doanh nghiệp để trả thù cá nhân, cũng như tiêu diệt đường chính trị của họ nhằm rộng đường thăng tiến của mình. Và đây là hình trung tướng Trần Văn Vệ. Điển hình như vụ án liên quan đến Vũ Nhâm, tức Phan Văn Anh Vũ, khi chứng cứ kết tội dựa vào suy đoán của cơ quan tố tụng, người bán đất công vụ là nhà nước là nguyên nhân phạm tội thì không xét xử mà lại kết tội người mua. Tại tòa án ngày 1 tháng 7 năm 2020, Vũ Nhâm hỏi quan tòa, có chứng cứ nào khẳng định bị cáo cấu kết với lãnh đạo Đà Nẵng? Quan tòa trả lời: Dựa vào kết luận điều tra và cáo trạng đủ chứng minh có sự cấu kết. Thực trạng này phản ánh nền tư pháp của Việt Nam không dựa trên hiến pháp, công lý hay sự thật mà tùy thuộc vào ý chí chủ quan của lãnh đạo và việc mua bán công lý. Hơn nữa, Nguyễn Xuân Phúc còn cướp cảng quy nhân, công ty cổ phần cảng quy nhân do doanh nghiệp tư nhân của ông Lê Hồng Thái quản lý để chuyển giao cho con rể của ông Phúc là Vũ Chí Hùng, còn nguồn tiền đầu tư, ông Phúc yêu cầu đổ quan hiển, tức bầu hiển chi ra. Phúc còn dùng trung tướng trần quang vệ để khởi tố, bắt giam nhiều phá cánh của tô lâm và trần đại quang. chẳng hạn như vụ án của đại tá nguyễn duy linh, cục phó cục tình báo bộ công an, con trai thượng tướng nguyễn văn hưởng, nguyên tổng cục trưởng tổng cục an ninh, thủ trưởng cũ của tô lâm. và đây là hình thượng tướng nguyễn văn hưởng. đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa ông phúc và tô lâm. năm 2019 Ông Phúc bật đèn xanh cho tướng Trần Văn Vệ, phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, sờ gáy đại tá Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Hồ Hữu Hòa vốn là thầy phong thủy nên thân quen với nhiều ủy viên bộ chính trị và các tướng lĩnh công an. Đại tá Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhâm với số tiền triệu đô la, nhưng nhờ bộ trưởng Tô Lâm nên Nguyễn Duy Linh chỉ bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng và bị tuyên án 14 năm tù. Theo giới thảo tin, Nguyễn Duy Linh mang tiếng ngồi tù, nhưng cũng chỉ như đi nằm viện nghỉ dưỡng. Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của tướng hưởng, một bố già khác tiếng trong ngành công an. Theo tin đồn, do nhục nhã và cây cú, tướng hưởng thề sẽ bắt bằng được ông Phúc. Sắp tới, Nguyễn Xuân Phúc có thể bị khởi tội nhận hối lộ, còn Trung tướng Trần Văn Vệ có thể bị khởi tố vì liên quan đến tội bỏ lọt tội phạm và bảo kê đánh bạc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyễn Xuân Phúc sắp bị bắt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.